Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại địa điểm chuẩn bị họ thịt trâu nha. Và hôm nay theo như mơ ước của bao nhiêu anh em ấy thì muốn thưởng thức một bữa tiết canh trâu. Bởi vì anh em chưa được ăn bao giờ. Thì bây giờ mình sẽ chờ họ thịt trâu để mình sẽ xin một chút tiết cho anh em thưởng thức xem lần đầu nó ra sao nha. Nhà ông trả tiền nửa cân đi. Từ 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 ạ, cứ cân ai xong mà lấy. Cháu nó cân xong lấy tiền. Châu tươi ra tịnh. Ra trung đường các bà con ạ. Nhâu nhâu như thì châu chết tươi. Nhớ nhớ không sao. Ừ nhớ. Tôi còn mấy người. Cả làng mua để ăn rằm tháng 7 đông. Bà bản ơi, bà bản ơi, cân cân cho cái miếng này về đánh tiết canh. Châu ở đấy tiết canh kìa. Mày chưa đi không? Hứng từ sáng. Cái bà 2 cân. 192. Cái đấy. Cái này bao nhiêu? Cái đây 20. Cái này 20 mình phải bấm lại. Cái gì đấy? Tiền vàng. Này thời tiết vẫn mưa gió cả nhà. Mưa rất to. Anh em đang luộc đồ để hôm nay thưởng thức bữa tiết canh trâu. Lóng hổi. Đánh tiết canh trâu thì mọi người chuẩn bị cho mình nước lóng, gừng và chúng ta cho mì chính vào nhá. À, một son tiết trâu rất đẹp. Hôm nay cho ông chủ tân chủ tài đánh tiết canh nha. Hôm nay chuyên gia tiết canh sâu lạt xem có bằng em hôm nay không nào. Hôm nay là tiết canh trâu chứ cả nhà nhá. Không phải như tiết canh vịt, tiết canh lợn như mọi hôm. Có bát tiết canh tí nữa có chén rượu là ấm rất ngây cả ngày luôn. Làm đĩa trâu tươi thái luộc uống rượu cả nhà. Mâm tiết canh cái đĩa này trời mưa gió này là đẳng cấp. Quạt cảnh nó cứ hồng hồng nữa ngon. Cái trâu đẹp nhỉ. Đấy, hôm nay vẫn cái công thức một tiết một nước, thử cái lần đầu tiên xem tiết trâu nó có đông không nhá. Thử nghiệm thêm có đông không ạ? Thử nghiệm đông tí nữa đánh tràn ra. Ủa cứ đánh vào trong chốc được không đông thì cho thêm nước. Sợ gì? Sợ nó đông. Cả
Thời tiết này thì rượu hợp thôi. Đã hoàn thành rồi cả nhà. Chờ tiết canh đông là chúng ta thưởng thức thôi nhỉ. Quắng cho anh cái đấy. Xong sâu rồi. Bạn đây này. Rồi anh em mình đã hoàn thành xong mâm tiết canh trâu nhá. Và bây giờ xin mời cả nhà. Ngoài trời đang vẫn mưa rất to, anh em bắt đầu triển khai uống rượu. Mấy tiết canh trâu không? Mời cả nhà nhá. Mời anh em đây. Đấy, tiết canh ăn kìa. Quý quan à? Dạ vâng, tiết canh ngon đấy. Anh ăn tiết canh trâu bao giờ chưa? Chưa. Hôm nay thử bát xem có ra gì không? Đẳng cấp. Đông sắn rồi đi. Tuyệt vời. Chẳng đồng thảo là tiết canh rồi, mình rất ngon, đúng không ạ? Đấy, còn với thổ quan, chỗ này mà đủ. Không có tiết canh ấy cơ. Mận ấy kia nó bây giờ đánh tiết canh ngựa, đúng không ạ? Ngựa thì hơi hầu ăn từ... Nhưng mà nó nhạt thôi. Ngựa trên bưởi nó hay được ăn. Ngựa không phải làm thế nào. Tiết canh ngựa ăn nó hơi đau đầu. Ăn thế, tiết canh thế. Đấy, không ăn. Nằm mắt. Ăn được. Ngon không? Ăn đến đây còn đậm hơn được cái canh lợn nhiều đúng không? Ngon. Nhưng tôi béo hôm nay mới thử cưng món này. Đấy, cái canh ngựa như cái canh trâu ngựa thì nó ăn nhiều. Ở nó hồng hơn nhưng mà nó nhạt. Đây là đầu tiết canh trâu, tiết canh trâu. Chuẩn sống đũa hơn. Đồng thắng không đua được. Dầm chỉ câu ai đâu. Cớ tớ nó chạy em kia. Tốn bóng dưới. Rất tuyệt vời cả nhà. Bé giờ được ăn bếp tiết canh trâu. Bây giờ cảm nhận thì quá tuyệt vời. Ôi, cảm ơn hôm nay ẩm thực Kinh Bắc đã cho mình thưởng thức nhá. Ôi, không nên đoàn đoàn. Đấy. Hoàn toàn bị càng ngày càng đông. Để đông lại đông mạnh. Mới tội nó mặn thì nó không đông được cả đáy. Tiếp thì đây là chuẩn đấy. Bởi bổ nó ngon. Bình thường nha mà không có nào biết cái canh trâu thì ăn được không ai biết. Đúng không? Nó có mùi hôi mà không gì đâu. Mà nó đỏ ăn nhỉ. Mà cái bổ này nó đòi được. Nó có sụn. Nó có sụn, nó giòn, nó nhéo như kiểu. Tiếp đi. Đây tôi mình đầu tiết canh chó chưa được ăn. Đi quá cũng ngon. Vừa Phục Nam một chém. Cái chó nó cầm. Anh này nắm cái đạm lắm ấy. Tay đánh nắm bát nữa đi. Bát nữa. Trâu nhiều đạm. Em cứ nhường các bác thôi. Mình em đánh 4 bát. Ôi bát thì này yên.
nó giòn giòn này ăn. Cũng cứ chém thôi. Anh bát là xong gần gắt thôi. Cái này cũng là đăng thắt ngon. Mới hơn phụ đổi giòn. Tiết canh nó phải giòn giòn. Tiết canh phải đánh tiền nạn không ăn. Đây có cả món bã. Tiết châu luộc. Gọt cho là sâu lạ rồi gọt. Còn bây giờ còn cái đầu nó khoảng 40.000 một cân, nhưng mà hai cái sừng nó mất mẹ 3 cân rồi. Ừ. Nhưng mà trước nó bán là sừng 50.000. Tiết canh bây giờ là sừng thương hiệu của ẩm thực Kinh Bắc. Cái sừng dài này, tôi cũng vọng quay không biết. Tiết canh sóc sâu. Tiết canh là phải hãm bằng chén rượu quê. Ừ. Tiết chuối nào, thầy ơi. Thầy ơi. À, trước mình làm cái đầu ấy nhưng mà cái đầu ngon nó ôm luộc cái chấm tương ngon. Cái đầu qua hôm nay chắc nó phải 15 cân mà. Cùng nghĩa đấy bé mà nó buộc đấy. Rồi ok cả nhà nhá, vừa rồi mình đã review cho mọi người cái bữa ẩm thực tiết canh châu. Mẹ thương nó dài. Chúc mọi người mạnh khỏe và xem video vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong video còn sau. Còn to là phải tôi mong vọng mua cái đầu bưởi hai sừng lục âm không này. Thổi chua ba nữa. Sừng trước rồi nó